Dâu 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 bà có sầu. Chào mừng 500 anh em đã quay trở lại cùng với YouTuber DM Gaming trong tựa game Huyền Thoại Làng Lá. Và đập vào mắt chúng ta một cái banner của ngày hôm nay đã xuất hiện rồi. Đó là For Raikage. Anh em ta là kẻ vô địch. Hai anh em nhà gì nhỏ, Raikage đệ tứ và Killibee. Liệu có thật sự là kẻ vô địch hay không thì chúng ta hãy cùng đến từ banner của ngày hôm nay anh em nhá. Sự xuất hiện của Raikage đệ tứ có lẽ là sẽ mang đến cho chúng ta nhiều điều. Đâu nhỉ, trong chiêu mộ anh em nhá. Vậy là chính xác ấy, những cái thông tin mà bị leak ra ngoài nó khá chính xác với sự xuất hiện của Raikage đệ tứ đây các bạn. Nào, chúng ta hãy cùng xem qua một chút về bộ kỹ năng của ninja tướng tư chất SS cộng này anh em nhá. Đây là những cái thông tin chỉ số cơ bản. HP 33787, công 4867, thủ 1117, tốc 30, nó thật sự là không ít số 7 lắm. Ví dụ cho số 86 hay là số 16, 18, 68 nó sẽ tuyệt vời hơn anh em nhé. Tỷ lệ bạo rất cao, bạo 9,92%, 9,92% anh em nhé. Tỷ lệ đỡ 0% á. Tỷ lệ đỡ 0% này anh em này. Độ mạnh đỡ cũng 0% nhé. Miễn sát thương 10% anh em nhé. Hệ lôi này, anh em nhìn này, định vị hệ lôi này, Kage này và ở làng mây. Kỹ năng đầu tiên đó là một sao sẽ mở, lôi ngã bạo đạn. Tấn công một kẻ địch, mỗi tầng hiệu quả hiếu chiến hồi thêm 30 chakra. Nếu mục tiêu kèm hiệu quả tê liệt, sát thương sẽ tăng lên 40% và gây cho mục tiêu 160% cộng 10% sát thương. Đó là cái độc chiêu của nó nha anh em nhá. Cái kỹ năng bí kỹ phẫn nộ, bí kỹ tên là lôi độn, lôi lê nhiệt đạo. Lôi lê nhiệt đạo, phẫn nộ khiến A tăng mạnh. Khó chịu nhỉ. Khi chịu sát thương sẽ lưu 50% sát thương chịu trực tiếp. Sát thương duy trì sẽ không tính, tối đa không quá 7 lần công, bị diệt sẽ không cài lại, không lưu sát thương dư ra. Tấn công đơn thể kẻ địch, ưu tiên chọn ninja nữ. Ôi ôi, có thù hằn gì với ninja nữ vậy ông tướng. Nói chung là phẫn nộ khiến A tăng mạnh, khi chịu sát thương sẽ lưu 50% sát thương chịu trực tiếp. Tấn công đơn thể kẻ địch và ưu tiên chọn ninja nữ, gây sát thương lôi, phóng và hấp thụ 100% sát thương, gây sát thương thêm. Thức tỉnh bí kỹ sẽ tăng sát thương, cường hóa hiệu quả toàn diện. Đây, khi thức tỉnh lên em này, thức tỉnh bí kỹ thể nhẫn phẫn nộ khiến A tăng mạnh. Chịu sát thương sẽ lưu về sát thương trực tiếp, không quá 7 lần công, vẫn như vậy anh em. Nó chỉ tăng cái này, tăng chỉ số từ 100% lên 120% sát thương thôi anh em nhé. Đấy, nó chỉ tăng từ 120, từ 100 lên 120 thôi. Đọc nó hơi khó hiểu, dịch nó thật sự các bạn, mẹ cái con game này dịch thuật chán thật sự. Phẫn nộ khiến A tăng mạnh, vãi lọ thật, mẹ đéo biết hiểu A là cái gì. Khi chịu sát thương sẽ lưu 50% sát thương chịu trực tiếp. Có nghĩa là dạng như kiểu là nó sẽ giới hạn sát thương lại 50% nhé các bạn nhé, khi không tính sát thương duy trì. Không tính sát thương duy trì nha em nhé. Và nó sẽ tấn công đơn thể mục tiêu, ưu tiên chọn mục tiêu nữ nha em nhé. Dạng như kiểu là khi các bạn tấn công vào nó ấy, thì nó sẽ lưu lại lượng 50% sát thương chịu trực tiếp. Không biết là cho ai nữa anh em. Truy kích, thể thuật nhẫn thuật, tấn công một kẻ địch, gây sát thương hệ lôi, truy kích đẩy lùi, gây gục ngã anh em nhé. Đây là lôi ngược thủy bình, truy kích gây gục ngã. Cái đòn này quen đấy nhỉ, có phải cái đòn này có phải cái đòn truy kích này không anh em? Quen lắm. Kỹ năng bị động, lôi độn giáp, bản thân tăng tỷ lệ miễn bạo, tăng tỷ lệ bạo, hiệp chặn bắt đầu nhận bá thể. Miễn trạng thái khống chế, sát thương phải chịu giảm 35%. Mỗi lần dùng kỹ năng và bí kỹ cộng dồn hiệu quả hiếu chiến cho bản thân, tăng vĩnh viễn 6% công bản thân. Hiệu quả này được cộng dồn tối đa 6 lần. Thực ra những mấy con tanh như kiểu này ấy, thì chả hiểu mẹ mày cái hiếu chiến là để làm cái gì. Nếu mà kỹ năng cộng dồn hiệu quả hiếu chiến mà tăng vĩnh viễn 6% thủ cho bản thân thì nó tuyệt vời hơn đấy anh em nhé, đúng không? Nó đã thuần thủ rồi, còn ông còn mẹ cố nhét cho nó mẹ mấy quả 6% công để làm cái mỏ mẹ như vậy, đúng không? Ở đây đã có miễn trạng thái khống chế sát thương chịu giảm 35% rồi, bây giờ mẹ dí cho quả mẹ 6% thủ nữa thì có phải tuyệt vời hơn không? Cái nhiều khi mấy ông làm game kiểu bỏ mẹ gì nhở, đã thủ rồi thì cho nó thủ toàn diện mẹ đi, đã còn phải nhét một tí công vào đây để làm cái gì nữa không biết nữa. Kỹ năng bị động 7 sao và 6 sao thì không khác gì anh em nhé. Nếu mà chỉ để đọc qua một kỹ năng của con gì nhỉ, Raikage đệ tứ thì thật sự các bạn nó phế, tôi thật sự các bạn nó chả đáng lấy tí nào mà. Thứ nhất là nó ưu tiên tấn công mục tiêu nữ, mà ninja nữ thời điểm hiện tại này chả con nào bá cả anh em. Nghe ra có chị Tatsunage và con gì nhỉ, Conan này, nhưng mà hai con đấy thì cũng thuộc dạng tàng tàng bình thường, chả đến cái nick gọi là bắt buộc phải có trong đội hình, nên là thật sự các bạn nên Raikage đệ tứ này thì không ăn thua. Đấy, trên quan điểm cá nhân của tôi,
để review đúng không? Review và nhận xét về bộ kỹ năng của Raikage đệ tứ này với một cái tư chất S cộng này, nó thật sự các bạn nó không xứng đáng. Nó không xứng đáng nha anh em nhá. Duyên thì có Kilibi này các bạn, duyên có Kilibi, có thằng Dasu và cả có ai đây mình không biết nữa. Đó, hồn vũ khí thì nó tên là Ánh Chớp Lam nhé các bạn nhé. Ở đây thì có Sấm Sét Bạo Nộ và Sắc Vóc Khỏe Đẹp. Nói chung là anh em nhà mày vô địch thế nào được. Slogan anh em nhà ta vô địch thế nào được. Kilibi bộ kỹ năng nó còn ngon hơn thằng Raikage đệ tứ này anh em ạ. Cảm giác Kilibi nó còn thủ toàn diện hơn. Ông tướng này cảm giác nó cứ nửa vời, nửa nạc, nửa mỡ anh em ạ. Nửa nạc, nửa mỡ. Thủ không đến mà công công cũng không tới. Kiểu vậy anh em ạ. Được cái lưu 50% sát thương thôi. Nếu mà chỉ đọc hiểu theo phong cách của mình thì thật sự là nó không ổn lắm anh em nhé. Raikage đệ tứ. Hơi nữa là con game này anh em biết nó si đà chỗ nào, anh em biết nó si đà chỗ nào, những cái con mà chúng ta không có, chúng ta không biết nó có duyên gì, không phải không biết nó có duyên gì mà chúng ta không biết nó có cái gì nhỉ, nó có chiến hồn gì ở trong này, gọi là chiến hồn đây anh em, sao gọi là chiến hồn nhé. Đây anh em nhìn này, ví dụ như ở con Galaxy này anh em nhé, đây chúng ta biết nó là chiến hồn chú tước, hay là gì nhỉ, Kilibi này chúng ta chú tước, hay là mẹ mày, hay là Sasori này nó là hồn bạch hổ anh em nhớ không? Nghĩa là phải có tướng anh em mới được nhìn được hồn, còn những cái con nào mà chúng ta không có tướng chúng ta không nhìn được hồn anh em nhé. Rất bực cái vấn đề đó, nhiều khi chúng ta muốn bui một cái đội hình như thế nào không xem hết được cái tướng đó để chúng ta có cái nhìn nó rõ ràng hơn anh em nhé. Đây ví dụ như các bạn nhìn nhá, đây mình ấn vào Kilibi kéo hết những cái thông tin này, các bạn chỉ nhìn được những cái thông tin cơ bản, các bạn chỉ có thể đọc được bộ skin thôi, hết nhìn được cái duyên của nó thôi đấy, cũng không biết là nó đang sở hữu hồn gì như thế nào nọ kia. Đó, rất là khó để có thể hình dung một con tướng là xem là hết bộ kỹ năng của nó anh em nhé. Để lôi thủ anh em nhé, đây định vị này, lôi này, thủ này, nói chung là không ngon các bạn. Về cơ bản là không biết anh em suy nghĩ như thế nào, với tôi thì Kilibi với tôi thì Raikage đệ tứ thì không xứng đáng cho lắm, dừng lại ở mức độ bình thường thôi, nó chỉ là một con gọi là tanker bình thường thôi, không đáng để chúng ta đầu tư nha anh em. Còn anh em nào thích, anh em nào đam mê thì có thể chơi, còn với mình thì có lẽ mình sẽ không chơi cái banner này, không chơi cái banner này dành cho Raikage đệ tứ nha anh em nhé. Thật sự nó phèn rồi đúng không, cảm giác thật sự nó cảm giác nó hơi phèn một tí nha anh em nhé. Đây ngoài Raikage đệ tứ thì chúng ta có một cái hạn giờ đây ở vũ khí anh em nhé, hồ hạn giờ vũ khí này anh em, chiêu mộ vũ khí 150 lần chắc chắn nhận được vũ khí thức tỉnh của Ninja FS, lốc triệu hồi, quan trọng là cái phần thưởng của nó đâu nhỉ, cái phần thưởng của nó đâu nhỉ, đây cái vé quyển triệu hồi vũ khí nha anh em này. Cái phần thưởng của nó đâu nhỉ, xác suất thưởng này anh em này, 1% này. Vậy là chúng ta phải quay và mỗi lần quay chúng ta sẽ có mảnh đây anh em này, anh em nhìn này. Đây nhá anh em nhá, trong phần thưởng này anh em có thể chọn được. Nó không phải một mình vũ khí của thằng Raikage đệ tứ đâu các bạn. Đây anh em ấn vào cái mũi tên xoay xoay này anh em này. Anh em nhìn cái mũi tên xoay xoay đây không? Đây. Anh em ấn vào đây anh em có thể chọn được vũ khí nhá. Trong sự kiện triệu hồi, người chơi được chỉ định ninja bất kỳ của đợt này làm ninja hot, dùng vé triệu hồi để triệu hồi, khi triệu hồi sẽ nhận vũ khí thức tỉnh của ninja và các đạo tụ khác. Ở đây nó có vũ khí của Conan này, vũ khí của Raikage đệ tứ này và cả của Pain đấy anh em nhá. Đây ví dụ như là mình lựa chọn Raikage đệ tứ đây. Đấy thì các bạn sẽ có xác suất nhận được nó này anh em nhé. Có xác suất nhận được nó. Và 150 lần chắc chắn sẽ nhận được, 150 lần mà nhân với 2000. Như mình đã nói các bạn là bỏ ra đâu đó tầm khoảng 30.000 Rio nha các bạn nhé. 30.000 Rio. Còn cái vé này mua ở đâu nhỉ? Vé đây là 200 này anh em này, đúng không? Vé nó bán 200 một vé này gì anh em. Nó cũng bán với giá 200 một vé đấy anh em nhé. Quay này anh em còn xác suất nhận được 1%, nhận được huy chương 4%, nhận được mảnh hồn vũ khí thức tỉnh 15%, nhận được túi vàng Rio, và cao nhất là xác suất nhận được dương nguyên liệu nha anh em nhé, với 10%. Đây cả hồn nữa, expert chiến hồn nữa. Đấy, bạn nào mà chưa có hồn vũ khí, vậy là chúng ta tính sơ sơ ra một cái hồn vũ khí để có thể sở hữu, nó sẽ rơi đâu đó tầm khoảng 30.000 Rio nha anh em nhé. Đấy, khá chát đấy đúng không, 30.000 Rio cho một cái vũ khí này, nó cũng chát chúa đấy đúng không nhỉ, này nó cũng chát chúa đấy, nghe nó cũng chắc chúa đấy, bí kỹ chắc chúa đấy. Anh em nào đam mê sở hữu, hay là anh em nào chưa có hồn vũ khí của Conan này
chưa có hồn vũ khí của Conan này, hồn vũ khí của gì nhỉ, Conan này, hồn vũ khí của Pain này, để anh em có thể lấy nha anh em nhá. Đây, bỏ ra 3.000 Rio để có thể sở hữu được một trong những cái hồn vũ khí đó. Ưu đãi bí kỹ này các bạn này, đăng nhập ngày. Đây, đăng nhập ngày 200 Rio. Thằng này nhìn rách nát thế. Quả tích lũy nạp này, tác chiến nhanh bí kỹ, tích tiêu thể lực nha anh em nhá. Đây, quả tích tiêu thể lực full mốc của nó là 6.000 thể lực. Anh em sẽ nhận đâu đó được nếu mà full mốc này, 1 này, 2 này, 3 này, 4 này. Anh em nhận được 20 mảnh SS, khá ngon đấy anh em nhá. Nhưng mỗi tội là mở ngẫu nhiên thì anh em không được phép lựa chọn. Nhiệm vụ sôi nổi bí kỹ, sôi nổi ngày đạt 200. Cái này là nhiệm vụ thôi anh em nhá. Tích tiêu thể lực, tích tiêu Rio. Vẫn có tích tiêu thể lực, tích tiêu Rio anh em này. Công hiến xã đoàn, công hiến tổ chức. Xã đoàn ấy tổ chức thì khác mẹ với nhau nhỉ. Thám hiểm sinh tồn, đây là những cái nhiệm vụ cơ bản chắc là anh em làm được hết. Đây, dương nhẫn cụ hạn giờ. Đây, đổi hạn giờ đây anh em nhé. Sau khi anh em kiếm được cái như kiểu cái chuông này, cái chuông này chúng ta ở đây trong này có thể cho các anh em đổi nha anh em nhé. Cái map, cái con game này mình bảo các bạn nó như kiểu nó bị thiếu ấy, đúng không? Ở đây chắc là ngon nhất là cái quyển phong ấn này rồi các bạn, đúng không? Ngon nhất quyển phong ấn, anh em cố gắng quyển phong ấn với cả mảnh để tăng sao vạn năng này, ngon này. Dương nhẫn thư huy chương còn ngẫu nhiên nữa. Dương đá bí kỹ truyền thuyết, đây truyền thuyết đây anh em, nó cho anh em đổi hai viên dương đá bí kỹ truyền thuyết. Đây là hợi dậu tuất thìn xỉu mão dần tí mùi. Hai dương này khác mẹ nhau nhở. Được nhận một trong các phần thưởng sau ngẫu nhiên. Một cái thì phải ngẫu nhiên, cái dương này là dương ngẫu nhiên anh em nhé. Còn cái dương này là dương anh em được chọn này, cái dương này anh em được chọn anh em này. Một cái là ngẫu nhiên và được chọn thì giá gấp đôi so với ngẫu nhiên anh em nhé. Dương nhẫn cụ hạn giờ, đây cái này ngẫu nhiên với giá là 1.500. Dương đá bí kỹ thần thoại, cái này được chọn này anh em này, cái này ngẫu nhiên 1.500 Rio và thần thoại được chọn 3.000 anh em nhé. Ở đây có cái này là ngon nhất này các bạn này, cái này cố gắng mua này anh em này, cái này cố gắng mua này nhưng mà không vội anh em. Thời điểm hiện tại này chúng ta không phải vội, mình nói cho tất cả các bạn nhé, tất cả các bạn mà chơi event những cái hoạt động như này không phải vội cái gì cả. Anh em nhìn này, anh em để ý này, cái sự kiện ngày ấy, thời gian kết thúc nó còn tận 6 ngày nữa. Nó 7 ngày, chính xác là nó 7 ngày anh em, 6 ngày 21 giờ nữa đúng không? Vậy vị trí là còn 7 ngày nữa nên chúng ta không cần phải vội mua làm cái gì cả. Cứ để đã, xong đến 1-2 ngày cuối cùng xem nó như thế nào đó thì chúng ta mới bắt đầu mới mua. Chứ bây giờ mua vội để làm cái gì cũng chả giải quyết được cái gì cả. Anh em cứ từ từ đúng không? Không có cái gì phải vội đấy hết đúng không? Vội vàng là một sai lầm đấy. Vội vàng là một sai lầm đấy anh em ạ. Đúng không? Cứ từ từ mà làm, cứ từ từ mà chơi. Đúng không? Ngày cuối thì bắt đầu mới chơi event. Ham hố làm gì mà chơi ngay từ đầu làm cái gì cho nó mệt đúng không? Cứ đến gần ngày cuối cảm giác đủ thì chơi, đủ thì bung, không đủ thì thôi nhá anh em nhá. Đấy là cách chơi event, nó có cái gì đâu mà anh em phải khó khăn quá nhỉ. Đúng không? Nhiều ông mẹ vào cái mẹ người mịch quay luôn. Tiêu luôn. Nhiều ơi chả để làm cái gì nhá anh em nhá, cứ từ từ mà chơi. Cứ từ từ mà chơi. Đấy, đấy là toàn bộ cái gì nhở? Toàn bộ cái event ở trong ngày 15 ngày hôm nay nhé anh em nhé. Quên mất anh em, mình không nói ngày gì. Toàn bộ event của ngày 15 đấy, anh em có thể xem qua một chút. Toàn bộ event của ngày 15, ngày 15 nó sẽ có những cái event như vậy anh em. Đấy, ngày 15 quên mất chưa nhận phúc lợi ngày đấy anh em. Ngày 15 này, đấy. Toàn bộ event của ngày 15 anh em vừa được nhìn thấy rồi. Và nó sẽ kéo dài đâu đó tầm khoảng một tuần, cứ cho là tuần đi, hơn một tuần đi anh em. Toàn bộ event của ngày 15 các bạn vừa nhìn thấy rồi đấy. Sang giai đoạn 2 cái là không liếm được cái gì nữa anh em, ăn được mỗi giai đoạn 1. Giai đoạn 2 là tắc nghẽn rồi, không liếm được cái gì nữa nha anh em nhá. Toàn bộ event mới ấy. Mình nói là những cái event mới này, event cũ thì mình không nói. Đấy, nhưng cũng sôi nổi đấy anh em nhìn đâu, 300 lục lạc này, 400 cái chuông này anh em này. Đấy, sau đó anh em đổi này. Ôi, nhiều đấy nhở, chưa gì nó đã cho 700 cái rồi anh em này. Chưa gì nó cho 700 cái rồi, ngon nhở. Đây, anh em phát đổi phát bẻ được 700 cái, anh em đổi được hai cái dương bí kí ngẫu nhiên rồi, ngon rồi đúng không? Đấy, nhàn nhạ đúng không? Cái gì phải vội anh em nhá. Mình vẫn chưa đi phập hết cái quả kỳ thi rồi anh em. Mình vẫn chưa phập hết cái quả kỳ thi rồi đâu.
chưa phập hết cái quả kỳ thi đâu anh em ạ. Kỳ thi này lấy cái bí kíp kìa anh em nhá, cái quyển quyển phong ấn mà hạn giờ đấy. Đấy mới có công hiến 10 phát rồi đó. Liếm lát rất ngon này. Công hiến có 10 phát mà liếm lát rất ngon này đấy. Ok anh em nhá, arc này thì mình như mình đã chia sẻ các bạn là mình sẽ chơi tem độc nên là anh em yên tâm đi. Mặc dù giai đoạn đầu nó hơi bị thọt một tí, chính xác thời điểm hiện tại là bị thọt rồi đấy. Nhưng với mình nó không quan trọng nha anh em nhá. Anh em yên tâm đi, khi mà tem mình nó lên 5 sao hết thì anh em sẽ thấy được cái phát huy sức mạnh của tem độc này như thế nào. Hiện tại thì ba con chủ lực độc đó là Henzo này, Swasori và gì nhở, Sino của mình vẫn đang chỉ dừng lại ở 4 sao thôi. Thì vẫn chưa kiếm đủ anh em hiểu không? Thì vẫn chưa kiếm đủ lượng cho nó nha anh em nhá. Đợi lên được 5 sao là mọi thứ nó khác ngay, anh em cứ tin tôi. Anh em cứ tin tôi, tin vào tem độc mà tôi hướng đến đúng không? Một lối chơi nó phải khác lạ đi chứ đúng không? Bây giờ ông đéo đạo spam gì cả, Dera với cả Orochi nghe chủ có vẻ buồn lắm. Mấy anh em server mà cứ nhảy server sang server mới là phải có Dera thì mới chơi xong này. Ui ôi, một series nhảy server mệt lắm anh em ạ, đúng không? Đằng nào chơi được 14-15 ngày còn đi nhảy server làm gì nữa cho nó chết mệt. Chơi 14-15 ngày anh em đi nhảy server làm gì cho nó mệt mỏi. Đây anh em nhá, cứ đi cái này thôi là mỗi lần đấy. Anh em nhìn đâu, đó, kiếm được 3 quyển nhẫn giới này, hiện tại mình đang có 79 quyển này. Định chơi Raikage đệ tứ, nhưng mà Raikage đệ tứ phế quá anh em ạ, đúng không? Anh em nhìn nó rất phế nhé. Raikage đệ tứ nó rất phế, này. Thôi, dừng lại. Không lấy Raikage đệ tứ nhá, sau khi đọc bộ kỹ năng đối với mình nó còn thua cả thằng em Kilibi. Mà chính xác ở trong gì nhở? Raikage đệ tứ ở trong anime hay là trong gì nhở, trong manga ấy cũng yếu hơn thằng Kilibi anh em đúng không? Thằng Kilibi còn ngon hơn. Với đội hình này của mình anh em nhìn này, có mỗi Kakashi 6 sao thôi. Roi nhiều Kakashi nó lên 6 sao rồi. Còn đâu tất cả dừng lại 4 sao thôi anh em nhé. Và mình sẽ ưu tiên nâng Henzo trước anh em nhé. Henzo lên 5 sao trước, sau đó đến Kilibi, sau đó sẽ quay lại với Sasori và thằng kia thì kiếm được lúc nào thì quay lúc đấy anh em. Này. Con này có cái gì mà để chiến đấu 2 sao, 3 sao nhỉ? Kilibi các bạn. Gọi là bắt vĩ đúng không? Kiểu vĩ bắt. Sino. Nào, Henzo đứng lên phỉ cho vẻ một tí độc và mõm mới là hẹo ngay. Ấy là Kiba đấy à, dặn thù đấy à, anh em. Kết thúc và hồi chắc ca liệt nha anh em nhé. Phải liếm chứ, phải liếm cái ba quận này chứ. Đấy anh em nhìn đâu, hiện tại mình đang có 82 quận rồi. Tích 120 quận là đẹp đúng không? Tích 120 quận chơi là đẹp nhá anh em nhá. À, ngày 15 nó tặng cho anh em 5 quyển ấn nữa này. Ơ, hết cái sự kiện của thằng Kakashi ở đây rồi à? Anh em, đúng không? Hết cái sự kiện của thằng Kakashi ở đây rồi à? Đúng rồi. Hành trình thám hiểm cũng chưa mở. Hành trình thám hiểm cũng chưa mở cái mới nhỉ. Anh em nhớ clear này nhá, không lại quên đấy. Mất bao nhiêu quà đấy anh em đúng không? Anh em nhớ cái clear cái hành trình thám hiểm này. Có hôm mình cũng quên, mẹ bắt mình đã clear. Lỗi anh em, vì một ngày nó sẽ tích full được cái điểm này lên anh em nhé. Một ngày nó sẽ tích full cái điểm này lên, anh em nhớ clear nhá anh em nhé. Anh em nhớ clear không lại quên đấy. Anh em nhớ clear không lại quên nhé. Đây, đang có 433 rồi anh em. 433 này sắp đổi được Hoshigashi, Kasami hay là Itachi này các bạn. Sẽ đổi một trong mấy thằng này. Chiêu mộ hạn giờ. Chiêu mộ tình bạn. Bạn ấy, chiêu mộ tình bạn ấy. Thế đâu thưởng. Mấy ông này là kiếm được ít hoa đấy
là chiêu mộ được rồi đấy. Đấy, 10 lần kiểu gì cũng ra một con SS này nha. Ôi dồi, không ra cái gì thế, như lại đáng hy vọng ra một con SS. Đảm bảo rồi. Mình sẽ từng nguyện Dera rồi nha, chuyển sang Hansel. Nào, 66 trên 80 rồi anh em. Quay nốt phát này rồi nghỉ nhá anh em nhá. À thôi, ôi, không quay. Sôi nổi vì kỹ. Ui, cái này nó cho nhiều lắm anh em ạ. Đúng không? Cái này nó cho nhiều chuông lắm. Đây anh em tính ra nhá. Ờ, đúng không? Nó cho nhiều chuông lắm, 800, 900 này, 1000 này, 1001 này, 1002 này, 1003 này, 1500 này, 1006, 1008, 1008, 2001, 2001, 2002, 2004, 2007, 3000, 3100, 3300, 3600, 3600, 3800 liền. Ui, 3800 cái chuông này tha hồ anh em đổi nhé em nhé. 3800 cái chuông này tha hồ anh em đổi thôi. Ok ấy. Nói chung là ngon đấy, nó cho anh em nhiều free ấy. Tính ra nó cho anh em nhiều free nhiều lắm anh em, đúng không? Đổi hạn giờ best nhất là anh em sẽ đổi được 50 quận này rồi. Đúng không? 5 quận này mất có 5000 này. 5 quận này anh em đổi được, 5 cái này là mất 1000 này. À, cái này chỉ đổi được một lần duy nhất thôi anh em ạ. Mẹ. Mất 1000 này. 1000 với hai cái này này là 1000 là 1500. 1500 này là 2000 này. Ồ, thừa đổi anh em, gần như chúng ta sẽ đổi được full cái dương này anh em. Gần như chúng ta sẽ đổi được full cái dương này nhé. Nếu anh em làm full được cái nhiệm vụ sôi nổi bí kỹ này thì anh em sẽ làm đổi full được cái đổi hạn giờ này anh em nhé. Gần như rất ngon đấy, đúng không? Gần như là quà free cho các bạn này. Không có cái gì là không free hơn được nữa rồi. Ok đấy, clip này mình xin phép tạm dừng lại đây thôi. Hẹn gặp lại anh em một clip tiếp theo, một clip mà review về Rakage đệ tứ cho anh em xem. Cơ bản đây là một võ sĩ tương đối phế. Nếu mà chấm ở thang điểm 10 thì chúng ta có lẽ chỉ cho thang điểm 5 thôi. 5 hoặc 5 rưỡi thì anh em nhé. Đấy là cá nhân mình, không biết các bạn sẽ có những suy nghĩ như thế nào. Hãy để lại comment ở bên dưới bình luận để chúng ta cùng thảo luận nhé anh em nhé. Bye bye, chúc anh em một ngày mới vui vẻ nhé. Thank you.